Con gái nuôi Kim Tử Long bị thương trên sân khấu. Dù bị thương ở chân, nhưng con gái nuôi của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là Bình Tinh vẫn gắng gượng tập luyện đi gối và đánh võ. Trong lúc luyện tập cho tiết mục Bão Táp Nguyên Phong ở đêm thi thứ 12 của Sao Nối Ngôi, vì phải đánh võ leo trèo nhiều nên chân Bình Tinh bị vướng vào một cây đinh sắt, dẫn đến bị rách da chân và chảy máu khá nhiều. Nhưng vì tình yêu cải lương, con gái nuôi của Kim Tử Long nén đau để tập cùng bạn diễn nhằm có tiết mục hoàn chỉnh. Thậm chí trên sàn tập, cô nhập tâm khiến đồng nghiệp cảm thấy kinh ngạc, bởi sau khi giải lao, nhìn vết máu ướt thấm qua băng gạc thì mọi người mới hoảng hồn giúp cô băng lại vết thương. Bình Tinh cho biết sắp đến ngày diễn nhưng vết thương của cô vẫn chưa lành. Đó là điều bất lợi bởi cô còn phải đi gối trong một trường đoạn dài. Bão Táp Nguyên Phong, tác giả Dương Linh và Huỳnh Minh Nhị, là vở tuồng cổ nổi tiếng của Đoàn Minh Tơ, khắc họa cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất. Bình Tinh sẽ vào vai quận chúa Huyền Nga, vai diễn trước đây của mẹ cô, với ý chí bất khuất kiên cường. Dù rơi vào tay giặc nhưng vẫn không hề nao núng hay sợ hãi, trái lại còn làm chúng khiếp sợ bởi tinh thần yêu nước. Bình Tinh lo sợ vết thương không lành sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!